Anh Khoa rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Love Sài Gòn. Và còn gì yêu thương bằng khi chúng ta nói về mảnh đất mà chúng ta đang sinh sống cùng với từng thớ thịt của nó từng ngày. Chưa bao giờ thấy Sài Gòn dù buồn cũng đẹp và vui thì càng thú vị hơn. Và ngày hôm nay cùng hoài niệm về một trong những góc rất đẹp của Sài Gòn với tản văn tên gọi Sôi Nóng Đây. Một câu chuyện thật hay từ cô Nguyễn Doãn Cảm Vân. Và anh Khoa xin được giới thiệu cùng dẫn đọc với mình một giọng nói rất riêng của Sài Gòn, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân và tản văn Sôi Nóng Đây. Một buổi sáng mưa dầm hay một đêm mùa đông, nằm lười lĩnh cuộn mình trong chăn ấm, nghe đâu đó dưới đường phố vắng một tiếng sao buồn. Ai xôi, xôi nóng đây. Lòng chợt thấy chùng xuống vì thương những người vất vả đang đội sương đội mưa để đem đến cho mọi người cái no, cái ấm lòng, dù chỉ là một nắm xôi sáng hay lót dạ đêm. Là chị em của gạo, hạt nếp đã giữ một vị trí quan trọng không kém trong những món ăn của người Việt. Nếu người Lào ăn xôi như cơm, thì chúng ta lại chỉ dùng xôi như một món quà. Là cơm thì ngày nào cũng có thể dọn chung với thức ăn, và nếu có chế biến cho cơm có vị lạ hơn, thì cũng ở trong một chừng mực nhất định. Nhưng là xôi, thì phải thật tuyệt vời vì từ những hạt nếp, các bà nội trợ đã chế biến ra không biết bao nhiêu loại xôi ngon và lạ. Xôi tuy không được xem quan trọng như cơm, nghĩa là dọn ra hàng ngày đúng bữa cùng với các món ăn đơn giản hay mỹ vị, nhưng từ lâu xôi đã tồn tại trong đời sống ẩm thực của người Việt như một sự có mặt khó thay thế. Xôi có mặt trong các buổi tế lễ, cúng bái, giỗ, Tết. Vào những ngày quan trọng đó, xôi được xem là món không thể thiếu, và cũng không phải loại xôi nào cũng được đem lên bàn cúng, mà chỉ có vài loại xôi như hoa cau, xôi lạc, xôi vò, xôi gấc, xôi cẩm, xôi sen, thậm chí là xôi trắng. Như một người khách du lịch, hành trình dạo chơi thông thả của xôi chẳng chịu ngưng nghỉ ở một địa điểm nào. Xôi có mặt trên khắp các nẻo đường, đất nước. Ở vùng thượng du xa xôi kia, chúng ta có xôi củ mài, xôi mật. Khi ăn miếng xôi được trộn với mật vừa dẻo, vừa thơm, vừa đẹp, vì màu mật trộn vào xôi là mặt xôi cứ như miếng hổ phách, nâu bong bóng. Lại có nơi trộn xôi với trứng kiến, hạt xôi trắng bóng, trứng kiến trắng đùng đục, ăn vào miệng nghe lép bép, nhẹ, tiếng vỡ của những cái trứng kiến nghe bùi bùi, ngậy ngậy trong miệng, kèm với chút nồng nồng của thứ muối hầm từ vỏ nứa, miếng xôi là lạ trong miệng, và đã không ít người ước mình được thêm một lần nữa thử miếng xôi ấy. Đơn giản là xôi trắng, những hạt nếp cái hoa vàng tròn trĩnh, ngăn ngắn, thơm mượt mà trơn láng trên bàn tay được vo sạch, ngâm vài ba tiếng rồi vớt ra đổ trong chõ. Lửa chỉ vừa vừa, hạt xôi chín từ từ, hạt no tròn, căng bóng, thơm ngào ngạt cả một góc bếp. Xôi trắng ăn với ruốc, với giò chả, chấm tí muối vừng, hoặc chẳng ăn với cái gì cả, chỉ ăn không, cái ngọt của hạt nếp cứ thấm dần trong miệng, thông thả nhai, từ từ nuốt, hình như xôi có vị ngọt, nhẹ nhẹ, thanh thanh, mà chẳng biết cái vị ngọt ấy ví được với vị ngọt của cái gì. Xôi trắng cách điệu, cho vài lát lạp xưởng mỏng tan lên trên. Mà thật ra, xôi lạp xưởng là một loại món xôi riêng đấy. Khi đồ xôi, lúc hạt xôi đã hơi bóng, xếp vài ba cái lạp xưởng lên mặt xôi. Khi xôi chín, lạp xưởng cũng chín căng tròn, lấy ra lăn trên chảo không có dầu mỡ gì. Hơi nóng của chảo sẽ làm mỡ trong cây lạp xưởng ra bớt. Cây lạp xưởng hơi vàng vàng, xem xém, cắt vát mỏng. Xôi chín đã thơm, xôi thêm chút mùi mai quế lộ của lạp xưởng lại còn thơm hơn. Xới một ít ra đĩa, thật ít thôi, dùng đôi đũa xới nhẹ nhẹ, tải ra cây đĩa một lớp thật mỏng, rồi xếp lạp xưởng lên. Màu trắng của xôi, màu đỏ của lạp xưởng, cả hai được dàn trải trên cây đĩa trắng muốt hay xanh lam, rưới một ít maki. Mà cũng lạ, cái loại xôi này sao mà cứ chịu maki chứ không chịu loại gia vị nào khác, kể cả xì dầu ngon nhất. Thông thả sắn một miếng nhỏ, rồi cũng thông thả nhai. Hợp lắm đấy, xôi thơm, lạp xưởng béo, maki mặn mặn, một ít thôi. Đĩa xôi cũng không quá nhiều, 10 miếng đâu. Dù chỉ là 10 miếng nhỏ xíu,
sẽ làm cho người ăn thấy xôi lạp xưởng cũng đòi người ăn phải biết cách ăn đấy. Xôi lạp xưởng ngon thế, nhưng hình như không dùng để cúng. Vào những ngày nhà có việc, các bà nội trợ chọn từng hạt nếp. Dù bản thân cả nghìn hạt nếp ấy đã ngon rồi, nhưng các bà các cô vẫn tỉ mẩn ngồi chọn. Và vì chọn nên nhất định thế nào cũng bắt được một vài anh gạo tẻ lẫn trốn ở đâu đấy, hay sót lại vài đôi hạt thóc, ít mảnh trấu, vài hạt sạn. Vo khe khẽ, rồi đổ nước vào ngâm cũng nhẹ nhàng. Những hạt nếp này khi nấu chung với đậu xanh thì sản sinh ra lắm món xôi ngon vô kể. Này nhé, đĩa xôi trắng tinh tươm, điểm xuyết vài ba hạt đậu xanh vàng ánh, thơm ngang ngát, nhẹ nhẹ. Cái hương thơm của vườn cao trong nắng sớm còn sương, chả vậy mà lại gọi là xôi hoa cao. Cũng đậu xanh đấy, nếp đấy, nhưng nếp đồ lên rồi, thái đậu xanh đã chín, nắm thành từng nắm, dùng dao bài. Những con dao bài hàng ngày tưởng dùng chỉ bổ cao thôi, bây giờ lại thái đậu. Những lát đậu xanh mềm mượt rơi trên nếp, được bàn tay nhỏ xinh kia vò lướt trên mặt nhẹ nhẹ, cho đậu bám vào xôi. Rồi cứ thế cho đến bao giờ xôi tơi từng hạt, chẳng hạt nào chịu dính vào nhau như vốn có, vì đã bị đậu xanh kia ngăn cách chúng ta rồi. Ấy là lúc đĩa xôi vò vàng ống tơi tả. Có đúng không nhỉ? Được đặt lên mâm, xôi vò mà ăn với chè hoa cao hay chè cốm thì chẳng biết nói sao cho phải. Ngon ư, ngon thật đấy. Hãy nhẫn nhơ mà ăn từng tí một. Cái vị béo của đậu xanh lại lẫn chút thơm thanh tú của cốm lan dần trong miệng, thật là ngon lắm đấy. Cùng họ với loại xôi cao và xôi vò, còn có một loại xôi nghe tên rất lạ, xôi xéo. Mà các bạn đã bao giờ ăn xôi xéo chưa? Ngày xưa còn bé, tôi vẫn cứ cãi với mẹ tôi rằng xôi xéo là xôi vò nấu vụn, nghĩa là không tơi ra được, dính bết vào với nhau thì là xôi xéo, là một cách để chữa thẹn, để bao che cho cái vụn về vừa xảy ra trong quá trình nấu xôi. Bây giờ, mỗi lần các con thèm ăn xôi xéo, chúng nó lại bảo mẹ vụn một bữa đi. Tôi cứ vừa nấu xôi, vừa thấy lòng buồn khó tả vì xôi xéo đi kèm với một thời bướng bỉnh thơ dại của tôi với mẹ. Những nắm xôi xéo béo ngậy hành phi mà mẹ dúi vào tay, những nắm xôi bao giờ cũng nhì nhằn mẹ cho con thêm tí đậu xanh, tí hành phi, và sau đấy là dụi vụn mẹ một cái rồi mới chịu chạy đi chơi. Nhưng có thể nói cùng là xôi mà xôi vò thanh tao, còn xôi xéo thì như một anh thanh niên lực lưỡng, tràn đầy sức sống vậy. Nếp kia có một người em trẻ tuổi, hạt xanh biếc, thơm, đó là cốm. Có ai lại nghĩ cùng họ với nhau mà lại kết thành một đôi hay đến thế? Vào mùa cốm, hãy thử trộn một ít cốm vào nếp xem. Đĩa xôi cốm ngon lạ, cái màu xanh biên biếc của cốm ẩn chìm trong cái màu trắng của nếp. Xanh đó mà lại trắng đó, dẻo thơm làm sao và cũng quyến rũ làm sao. Hạt ngọc kia còn làm nên bao nhiêu điều lạ nữa. Thì đây, những hạt sen thơm ngào ngạt đồ chung với nếp sẽ có một đĩa xôi hạt sen vừa thanh cao vừa ngon. Sen bùi khác hẳn với cái bùi của lạc, đậu phộng. Đó là cái bùi tơi ra trong miệng và còn thơm nữa. Xôi sen mà lại gói vào lá sen thì còn gì bằng. Có vẻ dân dã đấy, nhưng lại muôn phần thanh cao. Gỡ nhẹ mảnh lá sen bọc xôi, những hạt nếp bóng bẩy dính chặt vào những cái hạt sen vàng nhạt. Thoạt nhìn cứ tưởng là sen bị sượng, vì làm sao có thể mềm mà không nát thế kia. Nhưng ăn vào mới thấy sen bở tơi trong miệng, đến độ chỉ cảm thấy vị sen mà quên mất rằng trong cái miếng dẻo thơm kia vừa có một cái hạt sen ở đấy. Nếp cũng đâu chịu ở một mình, nếp còn quyến rũ như người khác đi chơi chung trong một cuộc dạo chơi ấy. Mùa mưa dầm, ghé vào một thúng xôi bên đường. Mà cũng lạ, xôi hay bán ở gánh hay thúng, chứ xôi ít làm thành hàng quán cao sang. Mở cái vỉ bườm ra, khói nhẹ nhẹ bốc lên. Bác ơi, cho nhiều hành phi chút, nhiều đậu xanh chút, đường để riêng nha bác. Hôm nay ngô bung đến lửa nên xôi ngon lắm. À, xôi lúa hay xôi ngô đấy ạ? Cái loại xôi này thì phải lắm công phu, những hạt bắp cứng cứ như đanh kia phải bung với vôi cho nở ra. Đãi hết mày rồi mới bắt đầu đổ chung với nếp nha. Hai cái thứ này quyện vào nhau chưa đủ ngon đâu. Xới xôi ra lá rồi, còn phải lấy đậu xanh đã giã nhuyễn nắm thành từng nắm chặt, thái mỏng cho lên trên mặt, rồi lại một nhúm hành phi.
rắc một chút đường, trộn tất cả lên. Xôi ngô hay xôi lúa ngon là như thế đấy. Ngon là khi nếp dẻo, hạt bắp cũng nở bung mà không sượng. Đậu xanh bùi bùi, hành phi thơm thơm. Có người không thích ngọt, lại thay bằng một ít xì dầu cũng hay hay. Tùy ý thích mà thôi, dù là xôi bắp cũng là một món ăn ngon và chắc bụng, nhất là những ngày đông hay mưa dầm. Những ngày hè oi ả, cái oi nồng của những ngày đợi cơn mưa đầu mùa. Dù đang ở miền Nam, mẹ tôi cũng hay đi chợ mua những cái củ sắn hay khoai mì về nấu xôi, chọn những củ khoai thật bở. Mẹ tôi cắt khúc rồi bổ làm tư hay làm sáo, bỏ lõi, rồi ngâm vào nước, muối pha loãng. Những miếng sắn này trộn vào với nếp ngon rồi đem đồ cho chín. Khi chín, dùng đũa xé nhẹ nhẹ cho sắn bở tung ra, bám vào những hạt nếp. Nếp chín trắng trong trong, sắn chín trắng đùng đục. Rưới một ít dầu ăn và cho hành hương cắt nhỏ vào trộn đều. Hình như cái món xôi này không thấy ai bán. Nó có phải là món xôi phổ biến không, hay chỉ là cách làm ngẫu hứng của những người mẹ, người chị trong những ngày mưa dầm, làm món ăn lạ từ những cái có sẵn trong góc bếp để cả nhà ăn mà quên bớt cái sầu của cơn mưa ngoài kia. Nếu như chỉ là ngẫu hứng thì phải nói làm sao đây, vì cái ngẫu hứng mộc mạc ấy lại làm nên một món ăn chẳng thể nào chê được. Miền Nam nấu xôi hay cho nước cốt dừa và đường, hạt nếp được cái béo của nước cốt dừa làm cho ngon hơn. Thì đây, từ những hạt nếp, cái hoa vàng dẻo thơm kia, Hà Nội cũng có cái món xôi dừa ngon không kém. Cách nấu thì khá cầu kỳ. Nếp ngâm rồi, đổ lên cho chín khoảng 2/3, gọi là nức bắt cua. Khi hạt nếp bên ngoài trong mà bên trong vẫn còn hơi đục thì lấy ra xả nước lạnh, cho vào cái rá để nước thoát ra hết. Bây giờ mới trộn vừng rang thơm, dừa sữa, cái lớp dừa non trong cùng của quả dừa. Có khi lại dùng dừa bánh tẻ và đường. Tất cả đem đồ lại cho đến khi xôi chín. Hạt nếp bây giờ dẻo nhưng không dẻo quánh như các loại xôi khác, mà lại dẻo dai dai. Khi nhai có cảm giác như hạt nếp đang nổ lép bép nhẹ nhẹ, và cả cái sậm sực của dừa, thơm ngon của vừng rang. Màu xôi cũng hay, vì nếp trắng trong, dừa trắng sữa, vừng lắm chấm li ti nâu nhạt. Khi ăn lại nắm vón vón trên đầu ngón tay thành một miếng nhỏ, nhai chậm chậm để tất cả các vị trên hòa tan trong miệng, nhẫn nhơ hết đĩa xôi lúc nào không biết. Xôi dừa hay nấu vào dịp mùng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ, dọn cùng các loại bánh trôi, bánh chay và rượu nếp. Mẹ tôi bảo xôi dừa có thể giết được sâu bọ. Một phong tục tuy không mấy khoa học nhưng lại rất hay trong ngày lễ Tết này. Bây giờ, quả gớt đã được đánh giá cao về mặt dinh dưỡng và còn được bào chế thành dược phẩm với nhiều hình thức. Từ xưa, gớt đã có mặt cùng với nếp để làm nên những đĩa xôi màu đỏ thẫm, dùng cho những dịp cưới, hỏi, hiếu hỷ. Khi dẫn một đoàn khách toàn là đầu bếp đến từ Học viện Ẩm thực Mỹ, đi tham quan chợ Bến Thành để tìm hiểu về văn hóa chợ của người Việt, những người bạn này đã hỏi tôi rằng sao quả sầu riêng kia màu xanh vàng, gai nhọn và to, còn quả sầu riêng này lại gai mịn màu đỏ tía. Tôi đã bổ một quả gớt và chỉ cho họ xem những múi gớt đỏ tươi và tách ra để thấy bên trong là những cái hạt màu đen nhánh. Với những người đầu bếp này, đây là một điều diệu kỳ khi tôi bảo muốn gớt giữ được màu thắm như thế, phải cho một chút rượu trắng và muối vào đánh với thịt gớt thì mới ngon. Mà cũng lạ, vẫn biết là xôi gớt nhưng khi đơm ra đĩa vẫn cứ phải nhấn nhá vài ba cái hạt đen nhánh kia lên đĩa hay mâm xôi mới là đúng điệu. Những cái hạt màu đen nằm lẫn khuất trong đĩa xôi sao cứ làm cho mình liên tưởng đến nụ cười xinh xinh của hàm răng đen rưng rức ẩn trong đôi môi thắm cắn chỉ của các cô thôn nữ ngày xưa. Miền Nam có một loại xôi bắp cũng ngon lắm, nhưng nhiều người không thích vì nó nhão quá. Tôi thì lại rất thích món xôi bắp này và gọi là bắp nhão vì nó nhão thật. Nhão mà dẻo quánh chứ không rời rạc vô duyên như câu, chán như cơm nếp nát đâu. Bắp nhão có chút dừa non nạo, có chút muối đậu và đường, trộn đều lên, dễ ăn, nhẹ nhàng và thích nhất là xôi đựng trong cái lá chuối. Cái lá chuối được đặt lên một miếng giấy báo. Bây giờ thì thay bằng bao ni lông thì nó sạch sẽ hẳn hơn rồi. Và khi ăn thì dùng một đoạn sóng lá dừa mà xúc. Một cái gì quê quê, một chút dân dã trong cái gói xôi mộc mạc ấy. Bạn của xôi bắp là xôi đậu các loại. Này là xôi đậu xanh, đậu đen, đậu phộng. Xôi đậu xanh thì ngoài xôi giò, xôi xéo, xôi hoa cao,
còn có xôi đậu xanh cả giỏ, có thêm chút nước cốt dừa khi nấu để xôi thơm và béo ngậy. Có khi dọn kèm với cả thịt vịt như ở ngoài Phan Thiết vẫn bán. Xôi đậu đen thì đơn giản chỉ có nếp và đậu đen, khi ăn kèm với muối đậu hay muối vừng. Nhưng mẹ tôi có món xôi đậu đen mặn ngon lắm. Xôi chín, xới ra đĩa, rưới hành phi lên trên. Tôi nói rưới mà không phải là rắc, vì hành phi sau khi làm vàng, vớt ra, chắc hết dầu, phải xào lại với một tí nước mắm mới ngon. Cái hành phi bấy giờ hơi ương ướt, mặn mặn, rưới lên xôi, ăn vào thì thật là mê mẩn, ngon lắm, tôi nói thật đấy. Xôi đậu phộng thì có người là thích bóc hết cả vỏ, đĩa xôi đậu phộng bóc vỏ không tinh tươm và hay hay, ăn cũng ngon nhưng không bùi lắm vì mất đi lớp vỏ bọc bên ngoài rồi. Và thường mình chỉ nghe bánh tiêu bọc bánh bò, chứ có ai thấy bánh tiêu kẹp xôi chưa? Có đấy và rất ngon. Bánh dai dai, xôi dẻo dẻo cũng thành một miếng ngồ ngộ trong miệng. Nó làm cho miếng bánh tiêu bớt dầu và miếng xôi bớt ngán. Ban đầu, tôi nghĩ xôi chỉ là như thế. Nhưng về sau tôi mới hiểu rằng các bà nội trợ khéo tay không bỏ lỡ một cơ hội nào để khoe tài khéo của mình. Đến mùa sầu riêng, xôi trắng đồ chín, xếp một lớp sầu riêng lên trên, hấp thêm đôi ba phút nữa cho muối sầu riêng mềm ra, dùng đũa đánh cho sầu riêng quện vào hạt nếp. Chưa ngon đâu, còn phải thêm phụ liệu bên ngoài nữa. Đậu xanh nấu chín, đánh nhuyễn, nấu chung với sữa và lòng đỏ trứng gà, cho chút muối, chút xíu đường thành một hỗn hợp sền sệt. Cái này gọi là nhân dù, sau này nó chỉ có ở trên mặt chứ chẳng chín giữa nữa. Rồi bây giờ xới xôi ra, chét một ít nhân lên và hấp, ăn thôi. Bạn thấy thế nào? Béo phải không? Thơm phải không? Và ngon tuyệt phải không? Mà này, phải nấu bằng nếp ngỗng. Cái hạt nếp to, dài và có vẻ mập mạp kia mới ngon đấy nhé. Vì nếp ngỗng dẻo nhưng không dẻo quánh như cái nếp cái hoa vàng. Độ dẻo của nếp ngỗng đủ để trộn sầu riêng và cho nhân lên mà không làm ngán người ăn. Không tin, các bạn cứ thử làm món này bằng hai thứ nếp rồi sẽ tự trả lời là chọn loại nào mà thôi. Vào mùa me chín nhiều, các bà khéo tay ngoài việc nấu chè hột me còn dùng hột me nấu xôi nữa đấy. Hột me nấu xôi cũng dẻo và vị cốt dừa béo sẽ tăng thêm phần hấp dẫn cho gói xôi hột me. Chán các loại xôi chay hay các loại xôi đậu, các bà nội trợ lại quay sang làm xôi mặn để đổi món. Gà xé, phá lấu, cút quay, cái gì cũng có thể để lên xôi được. Và kèm theo đó là chút hành phi, nước sốt của gà hay phá lấu. Ăn cũng lạ nhưng chống ngán, chỉ hợp cho những lúc bụng thật đói. Có một loại xôi mà khi bán người bán không chịu rao là xôi mà cứ gọi là bánh khúc. Mua một cái, không gọi là một gói như các loại xôi khác thì thực chất đúng là một cái. Sẽ thấy có một lớp nếp ống ả mở màng bọc bên ngoài một viên màu xanh xám. Bẻ ra thì bên trong có nhân đậu xanh. À thì ra thế, cái nhân bánh và cái lớp vỏ bánh ấy quyết định là bánh ngon hay dở. Vỏ khô và cứng thì không ngon, nhân nhạt thì sẽ càng không ngon nữa. Có một cái lá gọi là lá khúc, khi thái rồi nấu lên sẽ cho ra cái thứ nước xanh xanh màu chàm. Nhồi cả cái và nước với bột nếp thành một khối thật dẻo, rồi cho nhân đậu xanh vào. Mà cái nhân đậu kia không làm đúng kiểu cũng sẽ làm mất đi cái vị hấp dẫn của bánh khúc. Đậu xanh nấu chín, đánh nhuyễn, xào với một ít hành ta băm nhỏ và thịt nạc dăm xay nhuyễn. Mà ngon nhất là thịt ba chỉ thái nhỏ, để khi ăn có cái vị béo béo của mỡ. Nêm chút muối tiêu, nhiều tiêu một chút cho dậy mùi và hơi cay cay. Gói trong lớp vỏ nếp màu chàm kia, lăn qua nếp đã ngâm rồi hấp chín. Thế là trong bánh và ngoài xôi, gọi sao cũng được. Đêm mưa mà nghe ai xôi khúc đây hay bánh khúc nóng thì có khi lại tưởng mình sắp được thưởng thức đến hai loại món ăn không chừng. Tiếng rao cũng lạ, xôi thì vang vang, mà bánh thì phải bánh rồi mãi mới tới khúc nóng đi liền. Làm như ngắt câu á thì sẽ mất đi cái lạ của xôi và bánh chăng. Còn nhiều loại xôi nữa lắm, nhưng có những loại xôi mà khi ăn phải kẹp bên ngoài với cái bánh tráng phồng, bóp lại rồi mới ăn. Có loại lại phải chét một lớp dừa sên với đường thốt nốt lên như xôi ở Hà Tiên. Dọc chiều dài đất nước, xôi có mặt trên mọi nẻo đường. Là món ăn bình dân nhưng không hề lem luốc. Là món ăn của mọi người như chưa hề có sự phân biệt sang giàu. Xôi là món ăn sáng, là quà trưa, là bữa lót dạ đêm. Xôi ở trong cuộc sống của chúng ta gần gũi như hơi thở.
và hơi thở đó còn là những tiếng rao, khi thì lanh lảnh vội vã, khi thì trầm trầm, khi thì đứt đoạn. Những tiếng rao lẫn vào dòng đời vội vã.